Xin chào, tình cờ bạn thấy một cái tấm ảnh một ngôi nhà rất là đẹp và bạn đang rất là tò mò không biết nó làm như thế nào, và cũng có thể là bạn muốn làm một ngôi nhà như thế này, thì xin mời bạn đến với video hướng dẫn làm nhà tăm của mình. Đây là một video mình hướng dẫn rất là đầy đủ và chi tiết, có bản vẽ ở bên dưới phần mô tả các bạn xem nhé. Và sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước làm cái ngôi nhà tuyệt vời như thế này. Đầu tiên thì chúng ta cần có bản vẽ, các bạn có thể in ra hoặc là các bạn có thể tải về và các bạn vẽ lại. Đó, thì chúng ta sẽ cắt cái bản vẽ ra. Bản vẽ này sử dụng trên giấy A4 các bạn nhé. Kích thước thì mình có ghi, các bạn có thể tạm dừng video để vẽ lại bản vẽ, hoặc là vào phần mô tả ở dưới video ấy. Bạn nào chưa biết phần mô tả thì gõ Google các bạn nhé. Đấy, thì mình sẽ vẽ lại cái bản vẽ này, rồi chúng ta sẽ làm như video mình hướng dẫn. Đấy, các bạn sẽ cắt bản vẽ ra. Chúng ta sẽ sử dụng loại tăm là tăm 1,8mm các bạn nhé. Cái tăm này thì đường kính của nó bằng cái tăm nhọn hai đầu chúng ta sử dụng hàng ngày đấy ạ. Các bạn sử dụng keo 52 để dính lên. Bạn nào mà chưa có nguyên liệu mà muốn một bộ nguyên liệu đầy đủ thì có thể đặt hàng ở bên dưới phần mô tả các bạn nhé. Website bên mình là nhatamchơidep.vn. Các bạn có thể qua đó và xem rất là nhiều mẫu nhà tăm đẹp và các bạn có thể mua nguyên liệu. Tiếp tục trở lại video thì chúng ta sẽ dán tăm bản vẽ. Sau đó thì sử dụng keo 502 để dán như này. Và nếu bạn nào mà không muốn dán lên giấy như thế này thì các bạn cũng có thể có bản vẽ rồi, các bạn sẽ dán cái băng dính đóng, cái băng dính mà người ta hay đóng hàng đấy. Các bạn dán lên bản vẽ và chúng ta sẽ dán tăm lên, thì nó sẽ lúc các bạn tháo băng dính ra, lúc các bạn tháo cái tăm ra thì nó sẽ không dính vào băng dính các bạn nhé. Đấy là với những bạn không thích làm dính vào giấy thì cách làm như vậy. Đây là tờ tiếp theo này, chúng ta sẽ được những miếng tường như thế này. Và sau đó thì chúng ta sẽ làm cửa. Đấy. Làm cửa thì chúng ta có thể làm sau cũng được. Cái nét phần này thì chúng ta sẽ làm bằng sơn đen các bạn nhé. Sơn đen thì các bạn sẽ sử dụng sơn như loại sơn gỗ bình thường thôi. Cái này mình sẽ dùng dán lên một tấm, cái này gọi là tấm bìa mô hình các bạn ạ. Thì chúng ta sẽ dán lên cái tấm bìa mô hình trắng như này. Bạn nào không có thì chúng ta có thể dán lên rất là nhiều chất liệu khác, ví dụ như là gỗ này, hoặc là các bạn có thể dán cơ kem mà dán lên tăm cũng được. Đấy, rất là nhiều chất liệu khác, miễn là sao nó cứng và nó thẳng là được. Đấy, các bạn sẽ dùng sơn như thế này. Sơn thì là các bạn lúc dùng sơn ấy thì các bạn phải đánh thật kỹ lên. Như này là mình chưa đánh kỹ đâu, sơn mới sẽ có rất là nhiều dầu. Đấy, thì chúng ta sẽ phải đánh kỹ lên và chúng ta quét. Đây phần lớp sơn dầu mình đánh chưa kỹ thì lát mình sẽ phải sơn lại. Đấy, sơn kỹ chúng ta sẽ được như này. Những phần sơn sau thì nó sẽ được màu đậm hơn, vì phần đầu rất là nhiều dầu. Cái phần hướng dẫn hàn và sử dụng pin của cái đèn led này thì mình sẽ để ở phần mô tả các bạn nhé. Có một video riêng về hướng dẫn cái sử dụng cái loại đèn này. Cái led này thì là led 3V thôi. Còn cái này thì led rời thì các bạn có thể, nếu bạn các bạn không có thì có thể sử dụng led ở cái dây nháy cũng được các bạn nhé. Led dây nháy cũng sử dụng pin 3V. Ở đây 3 đến 6V các bạn đều được các bạn nhé. Đó, cái phần này mình sẽ có là 4 tầng, cái phần này phần cầu thang các bạn ạ. Đấy, phần cầu thang thì chúng ta sẽ làm sơn màu đen ở bên ngoài, sau đó chúng ta sẽ dán cửa. Đấy, nó cũng khá đơn giản thôi. Đấy, các bạn cứ theo vì dõi video của mình và làm. Từng tầng thì chúng ta sẽ nối, cách nối thì là nối song song các bạn nhé. Mạch song song tất cả bỏ bóng cho tất cả các bóng. Và sau đó chúng ta sẽ đổ nối nguồn là nguồn 6V. Ở đây thì mình sẽ sử dụng hai cục pin 3V là 6V. Phần cửa này thì chúng ta sẽ sử dụng loại tăm to hơn một chút. Cái tăm này thì nó cỡ bằng tăm xiên các bạn nhé. Là tăm 2,5mm. Đó, rất là dễ thôi. Các bạn có bản vẽ của mình thì nó cực kỳ dễ làm. Và các bạn nếu bạn dán tăm với những bạn mới làm thì cũng rất đơn giản, chưa làm bao giờ thì cũng rất là ok. Cái phần này thì chúng ta sẽ dùng một miếng bìa, chúng ta sẽ dán lên. Cái này là 2cm các bạn nhé, cỡ bằng một que đẻ lưỡi đấy, cao bằng một que đẻ lưỡi phần bề rộng. Các bạn cứ dựng từng miếng tường lên này. Mình làm theo hai kiểu, cái này là 2 tầng 1 2 tầng 1, mỗi tầng ở đây cao 7cm các bạn nhé. Như bản vẽ thì các bạn cũng nhìn thấy rồi đấy.
Thì mình nhắc lại cho các bạn biết là cái chiều cao của mỗi tầng là 7 cm. Còn cụ thể thì các bạn phải xem bản vẽ các bạn nhé, thì sẽ chi tiết hơn rất là nhiều. Tiếp tục thì chúng ta lại sơn thôi. Sau khi chúng ta sẽ nối đèn từng tầng thì chúng ta lại nối với nhau, nghĩa là cứ một bóng cứ chân âm của bóng này với để nối với chân âm của bóng kia. Đấy, chúng ta sẽ nối tất cả các bóng đều như vậy. Sau đó là chúng ta sẽ nối bằng nguồn thôi. Tờ tiếp theo thì chúng ta cũng dán trước được như này, và chúng ta sẽ đặt thêm là được những miếng như này, và chúng ta sẽ làm cửa luôn. Phần lưu ý các bạn nhé, các bạn sẽ phải sơn mỏ cái tăm màu như này. Thế là mình màu da cam các bạn ạ. Màu da cam thì cái loại sơn màu này thì bình thường sẽ không có, chúng ta sẽ pha màu vàng và màu đỏ. Còn bình thường nếu các bạn mua bộ liệu mình sẽ pha sẵn cho các bạn. Tiếp tục thì cũng dán lên như cái phần trước thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ đặt vào miếng gỗ kích thước là 30x35. Đây là gỗ này thì là gỗ ép các bạn nhé. Gỗ ép thì các bạn nếu các bạn mua ở ngoài thì chúng ta có thể tìm được ở những cửa hàng gỗ. Bạn nào mà không có tăm 1,8 ấy, thì chúng ta sử dụng tăm xiên cũng được. Nhưng mà làm tăm 1,8 thì nó dễ cắt hơn rất là nhiều. Kéo rất là dễ cắt với kéo, và thứ hai là cái độ tinh xảo của nó sẽ cao hơn. Mỗi lần lắp đèn các bạn phải thử trước các bạn nhé. Mình lắp ok, sáng ok rồi mình mới lắp. Lưu ý với các bạn cái lắp đèn này thì các bạn nên có một cái mỏ hàn như trong video của mình. Thì chúng ta sẽ có những cái mối nối hàn của những cái bóng led sẽ chắc chắn hơn. Còn cái phần dây thì chúng ta sẽ mình hay cắt từ cái dây led đèn nháy ra các bạn ạ. Dây này rất là bền, nó dai nữa. Đấy, để làm dây nối một cái nhà này thì mình sẽ sử dụng hết một cái dây dây led dài luôn, tầm 4-5 mét ấy. Nó sẽ có 3 cái phần sợi dây thì mình sẽ cắt dần ra mình dùng thôi. Tiếp tục thì các bạn cũng cứ làm lên từng tầng thôi. Cái này nhà này thì đúng ra là 4 tầng nhưng mà chính xác thì nó cũng chỉ khoảng 3 tầng rưỡi thôi. Tại vì có mỗi cái phần cầu thang ở chính giữa ấy, thì nó là 4 tầng, còn lại hai bên là 3 tầng. Và có mái ở trên thì mình có lát cỏ. Lát các bạn xem video lúc đầu cũng thấy rồi. Các bạn lưu ý thì lúc các bạn làm ấy, muốn làm đẹp ấy thì chúng bạn làm phải chuẩn chỉnh vào. Các bạn phải dùng mắt các bạn nhìn hoặc dùng thước kẻ các bạn đo. Mỗi lần các bạn đo này các bạn nên có một cái bút chì thì các bạn vạch cho nó chuẩn, cắt cho nó chuẩn. Khi muốn cắt thẳng thì các bạn phải lấy thước kẻ các bạn đo vuông góc rồi cắt thì nó sẽ thẳng hơn. Những phần này các bạn phải dùng bút các bạn nhé, bút vạch cho nó chuẩn thì chúng ta mới cắt được cái đường thẳng như này. Cái này sử dụng kéo như bình thường thôi các bạn nhé, tất cả mình dùng kéo hết thôi, làm thủ công. Cứ từng bước các bạn làm được hoàn thiện cái nhà này thôi. Cái nhà này ấy, mình làm thì cả quay cả dựng video thì mình sẽ mất khoảng tầm hơn một tuần, khoảng tầm 10 ngày. Nhưng mà với những bạn mới làm ấy thì cũng chỉ tầm đấy thôi. Tại vì cái thời gian mình vẽ bản vẽ rất là lâu. Thứ hai là phần quay và dựng video nữa. Nên là cũng khá mất thời gian. Còn bạn nào làm nhanh thì chắc thì tầm 3-4 ngày các bạn thể làm xong rồi. Với những bạn mới làm thì vẫn làm được các bạn nhé. Các bạn yên tâm là vẫn làm được, vì là các bạn có bản vẽ của mình rồi thì các bạn cứ làm từng bước thôi. Còn muốn làm đẹp thì các bạn phải có cái nguyên liệu nó đầy đủ này. Thứ hai là phải chuẩn, thì các bạn sẽ có một cái sản phẩm nó đẹp và nhìn nó thật chuyên nghiệp như thế này. Bên mình cũng bán cái bộ nguyên liệu này, thì các bạn xem phần mô tả thì ngoài ra thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm từ đầu đến cuối. Còn nguyên liệu thì sẽ đầy đủ. Còn chi tiết nguyên liệu nào thì các bạn có thể vào cái ở bên phần mô tả thì mình sẽ có để cái link nguyên liệu trên website. Các bạn có thể vào đó tham khảo kỹ tất cả các nguyên liệu của mình. Thì mình sẽ liệt kê bên dưới cũng như là thời gian giao hàng hay chi tiết các sản phẩm như nào. Đấy, thì các bạn có thể tham khảo trên website của mình. Còn trên video này thì mình sẽ không nói nhiều về cái phần đó. Bạn nào mua thì có thể inbox qua Zalo hoặc Facebook cho mình các bạn nhé.
hoặc có thể đặt hàng trực tiếp với website, mình sẽ gọi điện lại xác nhận và gửi hàng tận nơi cho các bạn. Đó. Cái phần này là phần này là mặt trước các bạn nhé. Kích thước thì tất cả các kích thước thì mình đều ghi trên này rồi, thì các bạn hỏi lại mình không nhớ nhiều đâu, thì cơ bản thì mình đã làm rất đầy đủ trong video rồi. Còn cái bạn nào mà cần hỏi thêm thì các bạn hãy inbox cho mình. Lưu ý là các bạn đừng hỏi xin bản vẽ các bạn nhé. Bản vẽ thì mình chỉ có như này thôi, như này là quá đầy đủ rồi. Và trên video mình cũng dẫn rất là chi tiết rồi, thì các bạn xem video là các bạn có thể biết. Mình quay cũng rất là nét rồi, thì các bạn có thể tạm dừng video nếu không cần link ở bên dưới. Đấy, cái phần nội thất bên trong ấy thì các bạn có thể làm nó đẹp hơn. Thì cơ bản mình làm như này thì nó cũng đơn giản thôi, sử dụng chủ yếu là que kem thôi, thì các bạn ghép lại với nhau thôi, nó cũng rất đơn giản. Những cái bàn ghế chỉ có như cái ghế này chỉ có 3 cái miếng que kem các bạn ghép lại được cái ghế rồi. Cái bàn thì có cái đường tròn và một cái que ở giữa, thì các bạn sử dụng keo 502 hoặc keo nến các bạn dán lại. Những cái tường này các bạn nhớ đo cho nó chuẩn các bạn nhé. Trong trường hợp mà các bạn ví dụ như là làm mà không chuẩn thì không chuẩn được như video của mình ấy, thì các bạn cố gắng làm nó cũng tương đối đi, thì lúc các bạn làm thì nó dễ hơn rất là nhiều. Đấy. Làm những cái nội thất bên trong này nó cũng gọi là hơi, mình cũng hơi ngại làm, nhưng mà các bạn nào mà kéo tay ấy thì làm cái này nó rất là dễ thôi. Cái phần đèn rất là nhiều bạn thắc mắc cái phần đèn, nhưng mà thực ra cái đèn này bạn nào chưa làm bao giờ thì nó khó khăn thôi, còn nếu mà đã làm một hai lần thì nó cũng rất là dễ. Cái kiểu mình cứ mắc song song với nhau ấy, còn bạn nào mà không hiểu thì xem lại thì cái video của mình hướng dẫn nói nhiều hơn về cái phần lắp đèn ấy cho cái nhà, thì các bạn xem phần dưới mô tả ấy thì mình sẽ nói nó cụ thể hơn. Còn trong video này thì nó cũng rất là dài rồi, thì mình chỉ nói qua thôi. Các bạn lưu ý những bạn mới làm thì đổ keo vừa phải thôi các bạn nhé. Mình cái chọn cái keo 502 rất quan trọng. Đấy, các bạn nên mua cái hộp to giống của mình, như ở cái phần đầu video mình có hình video cái hộp keo ấy, thì các bạn có thể tìm ở cửa hàng ở gỗ. Đồ gỗ thì họ có thể mua họ bán lại cho các bạn. Còn nhiều chỗ thì cũng cái keo này thì nó cũng không phải bán nhiều lắm, thì đấy là cách dễ tìm nhất, là các bạn có thể qua những nơi họ sản xuất gỗ thì họ hay dùng cái keo này ở dán gỗ mà. Các bạn sơn thì lưu ý các bạn sơn đợi nó khô này thì khoảng tầm 6 đến 7 tiếng là nó khô rồi các bạn nhé. Mỗi lần dùng sơn thì các bạn phải đánh thật kỹ lên và kiểm các bạn quẹt màu ra trước cho xem nó màu nó đã đậm chưa hay là nó vẫn còn dầu. Cái phần này thì mình gắn cái này cho nó vừa mục đích là vừa là đẹp này, thứ hai là cái gỗ nó chắc hơn, vì cái miếng gỗ thì nó không đủ cứng với cái nhà này. Cái nhà này sẽ nặng khoảng tầm hơn 1 cân. Đấy, cái phần các bạn không nếu các bạn không có những cái miếng giấy này thì các bạn có thể kiếm miếng giấy kiểu khác cũng được, nhìn cho nó đẹp thôi. Cái này phần trang trí thôi. Cơ bản xem video thì mình quay rất là nhiều cảnh rồi, với một cái video mình đã quay phải mất tầm mà chụp, nghĩa là cả ảnh và cả video thì cũng mất khoảng 1.000 tấm ảnh mà cộng vào video rất là nhiều. Chỉ có mình đã cô đọng lại chỉ có khoảng tầm hơn 16 phút cho video này. Đấy, thì các bạn cứ xem nó từ từ thôi. Các bạn muốn làm thì các bạn phải xem hết video thì mới làm được. Đấy, nhà này nhìn mình rất là thích cái kiến trúc của nhà này. Nhà này thì hoàn toàn là mình 100% mình tự thiết kế. Cái này thì tự nghĩ thôi bạn nhé. Nghĩ rất mất nhiều thời gian lắm. Nhiều khi cả một buổi mình chỉ có vẽ được có một tờ, như trên 10 tờ này thôi. Đấy, nên nó rất mất nhiều thời gian. Pin thì các bạn có thể dùng rất nhiều loại, miễn là sao cho các bạn sử dụng ở đây là từ 3 đến 6 volt bạn nhé. Ví dụ như nếu các bạn dùng pin tiểu, cái pin con thỏ đấy, thì các bạn có thể lắp 4 quả hoặc 3 quả đều được. Bạn nào có công tắc thì sử dụng, các bạn có thể tìm tận dụng những công tắc như thế này thì ở những cái đồ chơi,
thì các bạn tận dụng thêm. Còn cây thì muốn có cây mô hình đẹp này thì tất nhiên các bạn phải mua rồi. Còn còn nếu không thì các bạn có thể tận dụng cái cây nhựa ở cái hồ như bán nơi bán cá cảnh các bạn nhé. Thì họ sẽ có những cái cây nhựa như thế này, nhưng mà nó sẽ không được đẹp như này đâu các bạn nhé. Thì đây là cây mô hình thì mình sẽ có trong bộ nguyên liệu thôi. Cái những cái đồ này thì sẽ rất là khó mua, mình sẽ không dễ chỉ cho các bạn tại vì là rất là ít chỗ bán đó. Bây giờ đã hoàn thiện cái sản phẩm rồi thì phần trang trí nốt thì các bạn hoàn thiện nốt thôi đấy. Còn làm xong thì các bạn có sơn chống mốc thì các bạn sơn vào các bạn nhé. Sơn chống mốc đơn giản thì các bạn có thể mua ở ngoài những cửa hàng, hoặc là các bạn dùng như mình, cách hay mình hay dùng là dùng xăng pha với nhựa thông các bạn nhé. Thì mình sẽ được cái dung dịch thì mình khi nó tan rồi các bạn quét lên nhà để chống mốc các bạn nhé. Đấy, video của mình đến đây thì cũng hết rồi. Thì hy vọng các bạn xem xong nhớ đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của mình. Nếu các bạn muốn mình làm video mẫu nào thì các bạn có thể để lại ý kiến bên dưới. Đấy, bây giờ thì mình xin kết thúc video và hẹn gặp lại cho các bạn trong video tiếp theo. Xin chào.